ơi, chào các bạn. Hôm nay trời cũng mát mẻ, thì hai vợ chồng mình mua pizza rồi đem đồ ăn tới đi ra ngoài biển để ăn cho chị để ăn cho nó mát mẻ. Đây là biển ở Florida. Pizza mình để trong cái cốc này để ăn cầm đi cho nó dễ. Ai anh xã mình anh thích ăn pizza lắm bạn ơi, hiền lắm. Hai vợ chồng bạn coi cái bãi biển Florida, nhà cửa rẻ, khí hậu mát mẻ. Chỉ khổ một cái là tới mùa, mỗi năm là 3 tháng 7, 8, 9, 10 thì có bão ở ngoài khơi. Có khi thì bão tới Florida, có khi thì bão tới mấy tiểu bang Louisiana hoặc là về phía tiểu bang như Texas. Không có biết khi nào mà có cần bão thoại nói cho mình biết cho mình chuẩn bị. Đây là những nhà cao ốc triệu đô. Mấy cái cao ốc này là phải từ 500 ngàn mới bắt đầu vô được một công đô mà có một phòng á bạn. Đó. Mấy ông lớn á ở New York thì họ hay mua ở đây để họ. Hello Alan. Send me the pizza. Don't you? I'm not to eat everything. Yeah, I eat it. Hey, what's up? Okay, go send me some pizza. Eh? Come. What? Okay. Yeah. Okay. Okay. Take it ready. Hello. Here's Anne. Hello, pizza. Pizza, pizza. Okay, you can write that now. You can read it up here. The blackbird. Blackbirds. The blackbird's looking. There he is. Con chim đứng nó chơi. Thì cái cầu này á là cất á, để cho người ta câu cá. Câu cá ở dưới biển này á, ở chỗ dưới này á thì nó cá không có cá to. Mình phải đi ra tới tuốt ở ngoài á, cái cầu này á. Cất tuốt ở ngoài ra, bây giờ bạn theo đi ra tuốt tới đây nè. Đó, đi ra, mình đi ra tuốt tới đây nè. Đó, để người ta câu cá. Câu có nhiều cá lắm đó bạn, họ nó có nhiều cá lắm đó. Bạn nghe tiếng sóng đập không? Tiếng sóng vỗ.
Thì mùa tới Covid á, thì họ ra ngoài biển là ngồi xa xa như vậy nè, nếu họ cách xa nhau ha, thì nó mới phải họ mới được, nhưng mà gần quá họ không cho. Thì theo cái luật Covid thành ra ai cũng ngồi xa. Ở Florida đó, mùa này á, mùa tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 á, nước nó ấm lắm, rất là đẹp. Bãi biển hôm nay là ngày thứ hai, thành ra cũng là vắng người. Вопрос, какой хлеб-то надо вообще?